Liên Vũ xin mến chào tất cả cũng như mời tất cả đến với Behind the Scene của Minh Chánh Entertainment. Leon Vũ đứng trước cái sân khấu cũng như trước rạp của Sài Gòn Performing Arts tại Fountain Valley. Hôm nay rất là vui đến với chương trình thu hình của Minh Chánh Entertainment. Như các bạn thấy phía sau, đây là một cái banner rất là dễ thương cùng với tất cả những người đẹp của Minh Chánh từ những chương trình trước. Và tối nay Leon cũng thấy rất là nhiều những thí sinh cũng như những em đang hoạt động trong nghệ thuật. Thì một chút xíu nữa Leon mời tất cả cùng với Leon xem chương trình Minh Chánh tại Sài Gòn nha. Hôm nay là ngày thứ bảy 18 tây tháng 5 2019, đúng ngày mà mọi người được nghỉ, cũng như Leon thấy trời hôm nay rất là đẹp. Thì chào mọi người, chúc mọi người có một chương trình ca nhạc của Minh Chánh Entertainment thật vui nha. Lo cho Leon từ ly từ tí, từ những cái chương trình interview với Việt Thảo, rồi cô bên cô Thúy Hồng, mãi cho đến bên Minh Chánh luôn. Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters. Freddie Mercury, this is for you, the legend. I'm excited, I'm nervous. The show must go on. Live, baby. Let's bring the legendary Freddie Mercury. This is for you, the show must go on. Lời đầu tiên Di Vân Phương xin hân hạnh mến chào quý vị khán thính giả của Minh Chánh Entertainment. Chương trình Nam Vương và Hoa Hậu Người Thế Giới Người Việt lần thứ 17, Vân Khương rất là hân hạnh được tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Bởi vì mỗi khi mà có Minh Chánh Entertainment có những cái cuộc thi Hoa Hậu, là khi mà quý vị đến đây, quý vị sẽ thấy là các thí sinh đều rất là nô nức chuẩn bị cho cuộc thi, và ai cũng hồi hộp không biết là ai sẽ đăng quang đêm nay, cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều rất là hào hứng khi mà tham gia chương trình Minh Chánh Entertainment. Nếu mà quý vị nhìn xung quanh sân khấu thì ai cũng đang chuẩn bị cho show của mình, và các anh chị em nghệ sĩ thì có người còn quay những cái clip tập đằng sau sân khấu. Bản thân Vân Khương thì cái sự chuẩn bị cũng rất là nhiều, tại vì mỗi lần mà bước ra sân khấu và gặp gỡ quý vị khán thính giả, quả thật là không có lần nào là đơn giản đối với anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi hết. Vì vậy một cái chương trình đòi hỏi sự chuẩn bị của rất nhiều người, cũng như là sự đầu tư của Minh Chánh Entertainment. Hy vọng là khi mà quý vị xem những chương trình này thì quý vị sẽ có những cái giờ phút thư giãn khi mà
xem những cái tiết mục văn hóa nghệ thuật được trình diễn trên sân khấu Minh Chánh Entertainment. Và we really hope to see you all participating in the entertainment, Vietnamese entertainment industry, also appreciating that we are preserving the culture. Tất cả mọi người ở đây đều muốn bảo tồn văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Rất là cảm ơn quý vị theo dõi chương trình và hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ có rất nhiều chương trình nghệ thuật để mà gửi đến cho quý vị khán giả. Đây là người make up cho Minh Chánh Entertainment chiều nay, cũng như cũng là một trong những người ca sĩ mà được TVT Thịnh Vong đã lăng xê rất là nhiều, thì mong mọi người ủng hộ cho em, cũng như nếu mà mọi người cần làm make up cho wedding hay là mấy cái event gì nhớ nha. Đây không biết bà này, bà nhỏ đây đâu nữa nè. Chào đứa con. Hi, my name is Alan and actually born here. I'm from Mountain View, Northern California. And I'm near here for college. I'm an undergrad at UCLA. You know, it's been really fun, really cool. Good time. Hi, my name is Ethan Bao Tran. My number is 29. And I'm here to perform, here to compete. And one of my talents is I love to dance. My name is Thomas Wayne. I'm from DC, Maryland. I flew over here to attend this competition. And my talent is singing. Hi, my name is Kyle Langdon Wyrick. No. I mean Wong. I'm 19 years old, and I'm from Newport Beach. So I go to college in Huntington Beach, which is Golden West College, which is an amazing college. But it's really fun to be here. I'm more of a model type person, so yeah, that's what I do. Thank you. My name is Jordan Tran, and I'm 18 years old, and I just decided to model because I always go to these shows for dances, and then they just also needed a model, so I joined in to see how it goes. Xin chào mọi người, em tên là Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng là ca sĩ, và tối nay là em làm gì ta? Và mình vừa thi vừa hát luôn không? Là bây giờ trả lời chào cho Minh Chánh Entertainment. Hello anh Minh Chánh, hello chương trình. Xin cảm ơn vì đã tạo cho tụi em một cơ hội để mà được dự thi, được biểu diễn cho công chúng. Em tên là Ánh Trịnh, và em cũng là vừa thi hát, vừa thi về áo dài và dạ hội. Em rất vui để mà tham gia chương trình hôm nay, và xin cảm ơn của chương trình Minh Chánh rất là nhiều. Và xin hết. Dạ hai anh, em tên là Trần Bảo Ngọc. Hôm nay thì em rất là vui khi mà được tham dự cùng với các bạn để mà tham gia cái chương trình này, thì em rất là excited and nervous at the same time. Sẽ trình diễn cái bàn số 2 là Ryan sẽ trình diễn cái tiếng Việt. Ryan ít ca tiếng Việt lắm. Trời ơi, mỗi lần ca tiếng Việt á phải nhờ cái đống ca sĩ lại giúp, chị em lại giúp hoài chứ người ta mệt luôn á. Nói mẹ mà mấy người này ác lắm, mỗi lần mà sửa cái tiếng Việt của My á hả,
sửa xong cái gì nhà mới nghe người này chê chê qua lại, rồi mày hỏi ba Lộc nó nói ủa tại sao không nói trước, thì mày ca gì là được rồi. Ác cái view, không có ai muốn cho mày ca tiếng Việt chúng hết á. Thành ra mày ngồi nhà mày học như là bài vậy á, mày make sure mày nail tất cả hết. Mày ra sẽ cho anh khóc, mày làm cho mấy tụi quỷ nó khóc hết luôn. Watch my show, it's gonna blow you away. Anyway, diva. Vâng, bây giờ thì Thùy Vân chỉ còn có một phút nữa là bước ra sân khấu để mà mở màn chương trình này. Và đây là lần thứ 17 Nam Vương và Hoa hậu Người Việt Toàn cầu. Thì Thùy Vân hy vọng là quý vị trên toàn thế giới luôn luôn ủng hộ cho MC Entertainment cũng như là ủng hộ cho tất cả những nghệ sĩ. Wow, 17 rồi hả? Yeah. Trời ơi, nếu vậy là nếu mà người 17 lần, wow. Thì hồi nếu mà lúc đó Leon thi thì còn mùa quả mai còn được, chứ bây giờ thì hơi già rồi. Good luck mọi người nha. Thì chương trình bây giờ là bắt đầu rồi, thì Leon sẽ phải vô chuẩn bị lại, cũng như tại vì bài của Leon là số 3. Xin chào mọi người và chúc mọi người có một cái chương trình show Minh Chánh rất là vui nha. Bảo Lê xin kính chào quý vị, và Bảo Lê rất là may mắn được đứng trước cái cửa hiệu American Wellness, là nơi mà Bảo Lê đi đầu tiên trên con đời, trên cái đường mà Bảo Lê phát triển cái ngành thương mại của mình về sức khỏe cũng như sắc đẹp, và sự hiện diện của đương kim Á hậu 1 cũng như là Hoa hậu danh nhân tới thăm cái cửa hiệu của Bảo Lê American Wellness. Mời hai vị có thể giới thiệu một tí xíu về mình. Tôi là Thảo Vy, mình là đương kim Á hậu 1 của chương trình Hoa hậu Thiên Tân Minh Chánh. Hôm nay mình rất là hân hạnh được tới thăm cái cửa hiệu của anh Bảo Lê, và em cũng chúc anh là sẽ phát triển nhiều hơn nữa, tại vì những sản phẩm của anh nó rất là tốt và mình cũng đã sử dụng qua rồi. Cho nên là mình rất là hân hạnh được hôm nay ở đây để chúc mừng anh. Cảm ơn em, locally thì ai cũng biết Bảo Lê. Cảm ơn em tới. Dạ. Rồi mời chị Thái Hà. Em tên là Thái Hà, Hoa hậu của Trung tâm Anh Minh Chánh. Hôm nay em được anh Bảo Lê mời đến đây. Em lần đầu tiên đến thành phố Cali này, em cũng muốn thử qua sản phẩm của anh như thế nào. Sure, ok, Bảo Lê sẽ giới thiệu. Yes, ok, chắc chắn. Bảo Lê cũng rất là may mắn, trong cái cuộc thi vừa rồi thì Bảo Lê lãnh được tới 4 giải luôn quý vị. Giải thứ nhất là Singing Talent thì Bảo Lê đoạt được giải vàng People's Choice, và Bảo Lê đoạt được giải Nam Vương Doanh nhân Thành Đạt năm 2019 Người Việt Thế Giới. Còn đạt lãnh luôn hai giải phụ nữa là Nam Vương Tài Năng và Nam Vương Có Làn Da Đẹp Nhất. Yeah. Rồi mời quý vị có thể viếng thăm chút xíu sơ qua cái cửa
tìm American Wellness rồi xong sau đó chúng ta sẽ viếng thăm Global Shopping Mall của chúng tôi. Yes, mời quý vị. Đây. Hello. Đây là những hoa hậu vừa rồi. Chào chú. Ở đây thì Yes, ở nhân viên ở đây rất là dễ thương. Họ vừa làm việc bán hàng, họ vừa bắt phone, họ vừa packaging gửi hàng đi khắp thế giới. Rồi những cái thương hiệu mà Bảo Lê cũng đang represent quảng cáo trên đài TV Global Shopping Mall. Thì hầu như là Bảo Lê cũng làm model luôn cho tất cả những cái sản phẩm của mình mà quý vị có thể thấy 24/24. Nếu mà ở xa quý vị có thể lên YouTube Global Mall TV, quý vị sẽ xem live trực tiếp giống như là những cái đài TV của chúng tôi có sở hữu trên 12 đài TV và có thể phát triển thêm nữa. Và sắp sửa tới thì chúng tôi cũng có thể phát hình trên hệ thống của Mỹ và nói tiếng Mỹ cùng với những nhân vật nổi tiếng tại Hollywood và những anchor cũng như là director và nổi tiếng của Mỹ của những cái đài TV khác cũng có thể về hợp tác với chúng tôi. Đó là những thương mại mà Bảo Lê có thể phát triển trong một thời gian sắp sửa tới. Đây là không gian mà làm việc của Bảo Lê lúc mà làm live cho quý vị xem, cả thế giới xem. Nó rất là đơn giản, không cần phải rườm rà giống như những cái process như ngày xưa nữa. Hồi xưa thì digital thì họ cần rất là lớn, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi chỉ làm phát triển trên digital thì nó phát triển bằng cái hệ thống internet thì nó rất là nhanh, mình có thể processing khắp mọi nơi luôn. Và bây giờ Bảo Lê sẽ mời quý vị theo dõi thêm một cái cửa hiệu nữa là Global TV Home Shopping của chúng tôi đối diện lại Thương Xá, Phước Lộc Thọ, trong khu vực chứa Thanh Xuân, Vua Cờ Bò, Thanh Kim Mỹ. Ở những nơi thành phố khác đó, thì chúng tôi xa quá chúng tôi không thể viếng thăm được, nhưng mà một ngày gần đây thì Bảo Lê có thể add up để cho quý vị có thể xem thêm bên Global Shopping Mall trong cái hệ thống của nó như thế nào. Cảm ơn. Đây là những cái sản phẩm rất là luxury, là kem vàng ròng 4.9 luôn. Cái này là Bảo Lê bán không là 900 đồng một hộp nó. Hai cái loại này là viên, và cái này ai mà yếu uống vô rất là khỏe luôn. Và cái này là dùng toàn là extract thôi, là cái sản phẩm cao cấp toàn là extract. Thì trên thế giới thường thì người ta extract ra cái lượng mà AG3 cũng như là ginseng acai cỡ khoảng 5% thôi. Global Mall, cái này thì mình mới vừa phát triển trong cộng đồng người Việt ở đây. Thì cái cơ sở này là 20.000 square feet, nó có tổng cộng là 17 tiệm, ở dưới là 5 tiệm. Thì đang chuẩn bị hoàn tất hết xong ở trên đó là về nhân sự làm việc. Thì Bảo Lê mời quý vị vào. Trong này thì nó sẽ chia ra rất là rõ ràng trong cái hệ thống Global Shopping Mall. Cái cửa hiệu đầu tiên là nó chuyên về dược thảo. Tiếp nữa là chúng tôi sẽ có những cái mặt hàng sắp sửa ra nữa là chuyên về hair and nails. Thì Bảo Lê cũng có rất là nhiều kinh nghiệm, hơn 20 mấy năm kinh nghiệm về hair and nails, cho nên Bảo Lê sẽ đưa những cái dòng sản phẩm đó phục vụ cho người Việt. Quý vị có thể tìm tất cả những sản phẩm về dưỡng da mà ở bất cứ độ tuổi nào, cũng giống như là giá tiền nó bao nhiêu thì ở đây chúng tôi được có thể phục vụ, và chúng tôi thiết lập luôn là những cái sản phẩm tốt nhất. Đây là Hoàng Anh, là người chuyên về finance của Global Shopping Mall, và này là anh Quỳnh cũng về làm việc chung với chúng tôi. Mời anh Quỳnh giới thiệu luôn. Dạ, tôi là Quỳnh. Dạ, tôi là bác sĩ. Tomorrow thì Bảo Lê sẽ có một cuộc họp chung là những người ở Hollywood xuống, thì họ sẽ kết hợp lại Bảo Lê. Bảo Lê cũng sẽ là người CEO và cũng luôn cả người founder luôn, thì họ sẽ tới hợp tác chung với Bảo Lê, sẽ có thêm những cái channel TV mới mà sẽ đi thẳng vào cộng đồng người Mỹ chính gốc ở đây, và từ đó thì chúng tôi sẽ phát triển rộng ra cả thế giới luôn. Nhưng mà những cái đam mê của Bảo Lê từ nhỏ thì Bảo Lê cũng muốn thực hiện từ từ step để mình có những cơ hội để cho Bảo Lê
giới thiệu thêm cho quý vị những cái thương mại mới. Cảm ơn quý vị. Xin chào tất cả quý vị, mình tên là Thảo Vy. Mình mới vừa đạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế giới ngày hôm qua do trung tâm MC Entertainment tổ chức. Thì mình rất là vui và hãnh diện vì mình được một cái giải, rất là hân hạnh được cái giải Á hậu 1 trong cái một cái cuộc thi sắc đẹp mà mọi người đến từ khắp mọi nơi đến California. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn cái trung tâm, cái spa của mình. Cái địa chỉ của Vy là ở 8667 Garden Grove Boulevard, Garden Grove, California 92844. Nếu mà bạn quên thì nó có cái đường link ở dưới nha. Và số điện thoại liên lạc là 714-942-1841. Giờ mở cửa là từ thứ ba cho tới chủ nhật. Mình sẽ day off vào ngày thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ walk các bạn vô trong cái chỗ cái giường làm gội đầu của mình nha. Thì gội đầu của mình rất là unique, rất là độc đáo, tại vì ở đây chưa ai có. Mình muốn đem với các bạn cái trải nghiệm mà giống như cái dịch vụ gội đầu ở ngay tại Việt Nam của mình mà ai cũng rất là thân thuộc. Tại Mỹ thì chưa ai có, cho nên vì muốn giới thiệu cái dịch vụ này và cũng để phục vụ cái cộng đồng người Việt Nam của mình tại hải ngoại. Giường của mình thì mình có thể ngồi dậy và nằm xuống, và khi nằm xuống thì nằm fully recline 100% nằm xuống thì nó rất là thoải mái. Khi mà mình nằm một tiếng đồng hồ mình cũng không có bị đau cái cổ của mình. Okay, và sau khi gội đầu xong thì cái khu vực bên này là dùng để mình chải tóc và sấy tóc, sấy tạo kiểu. Ôi, rất là thoải mái, rất là relax. Bởi lại cũng muốn cái việc sẽ thử qua cái dịch vụ này, nó không có tốn nhiều thời gian, nhưng mà những cái giờ phút này chúng ta cảm giác là căng thẳng, chúng ta muốn relax thì chúng ta có thể tới đây thư giãn với cô bé xinh đẹp và cùng nhân viên ở đây có thể thực hiện cho cái việc này càng chú đáo hơn. Bảo Lê hy vọng là cái việc sẽ thích những cái dịch vụ này, và hy vọng là business của em gái Thảo Vy càng ngày càng phát triển hơn, cũng giống như là sẽ phục vụ cho khách nó tốt hơn. Yeah. Không có để nhiều du khách thầm len, và những người khách tới một người là sẽ giữ được một người, mà không những người đó tới mà còn dẫn thêm bạn bè và gia đình tới để mà có những dịch vụ tốt nè. Cảm ơn. Em đẹp không cần son phấn, tâm sinh thật xinh rất hiền. Không quần jean dày cao gót, em chọn riêng mình em áo xa. Vâng, Eddie Christine hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình MC Entertainment, đặc biệt ngày hôm nay là ngày đăng quang hoa hậu của chương trình Bình Chánh. Lời nói đầu tiên là xin kính chúc cho tất cả hoa hậu, và đặc biệt là hoa hậu doanh nhân người Việt thế giới. Mời hoa hậu doanh nhân giới thiệu tên của mình và thái độ, cũng như là hoa hậu đến từ tiểu bang nào. Chào tất cả, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Diễm, em là hoa hậu doanh nhân nhưng mà em đến từ Atlanta tới đây. Vâng, xin cảm ơn. Lời nói đầu tiên là xin chúc mừng, và cũng có một vài câu hỏi rất là đặc biệt trong cái đêm đăng quang hoa hậu đó, thì những cảm giác nào, như là những hạnh phúc nào, hay là những cái bùi ngùi nào mà mình đạt được cái danh hiệu hoa hậu doanh nhân của người Việt thế giới? Dạ, em cũng rất là vui được đạt được danh hiệu này, nhưng mà em cũng hy vọng là ngày hôm nay em có cơ hội để mà cố gắng thêm, và không phải là em đạt được thì nó là thành công, nhưng mà em cũng hy vọng là em có thể vì cái danh hiệu này mà cố gắng nhiều hơn và giúp đỡ được nhiều hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Vâng, xin cảm ơn. Một câu hỏi cuối, những hạnh phúc đó và những kinh nghiệm đó chắc chắn là mình phải chia sẻ cho những người bạn mà người ta không có cái may mắn như mình, hoặc là trong tương lai đó, thì phải nói đó là một cái message nào, một cái thông điệp nào gửi đến tất cả các bạn của mình.
thật sự là khi mà mình đi thi mình rất là gung, nhưng mà nghĩ lại nếu mà mình thật sự mình cảm thấy là mình có được cái thành công và đi cùng với những cái gì mà mình cảm thấy là mình có thể vui vẻ và cứ cố gắng đi thi thôi. Nhưng mà nhiều khi thật sự có nhiều cái nó không có như ý muốn của mình, nhưng mà thật sự là mình chỉ hưởng thụ được những cái gì mà mình có sẵn ngày hôm nay. Nhưng mà giống như là em đi thi, thật sự cũng có nhiều cái vui lắm, tại vì thật sự có nhiều cái không phải mình muốn như vậy, nhưng mà cố gắng cứ vui vẻ và tiến tới thôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Hoa hậu Doanh Nhân, và xin kính chúc cho Hoa hậu được tiếp tục thành công và thành công thật nhiều trong tương lai. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương. Vâng, anh Chris rất là vui được tiếp chuyện và giới thiệu đến tất cả quý vị Hoa hậu Phu Nhân Quốc tế. Vâng, xin chào Hoa hậu và xin mời chị giới thiệu tên và chị từ đâu đến. Thì em trả lời câu trả lời em xin chào anh và chào tất cả mọi người. Em là tên là Lê Thị Ngọc Dung, đã đạt danh hiệu là Hoa hậu Phu Nhân Quốc tế Người Việt và giải thứ hai là Hoa hậu Thân Thiện. Em rất là vui mừng khi đã đạt được cái giải này. Cũng cảm ơn anh Minh Chánh và công ty của anh rất là hoành tráng và làm những cái điều này để cho tụi em có cái cơ hội để đạt được những cái gì mình mong muốn. Và cũng cảm ơn tất cả anh chị em, anh em mình là ở trong một cái vị trí một đăng quang như vậy. Công ty anh Chánh rất là uy tín và hoành tráng như thế này, em cũng rất là vui. Yeah. Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Dung. Cho phép mình hỏi thêm một câu hỏi, đó là chị sau khi chị đạt được cái danh hiệu, chị được xướng tên đó là Hoa hậu Doanh Nhân Quốc tế, như vậy đó chị học hỏi được gì trong cuộc thi này? Dạ, em rất học hỏi rất là nhiều của thí sinh. Và trước đó em đã đến công ty của anh Chánh để thi hoa hậu. Thì em có đến công ty khác, em cũng là được giải là Hoa hậu Á hậu 1 trong năm 2018. Và năm nay cũng tiếp tục là em sẽ đến công ty của Minh Chánh. Thì rất là bình hoành tráng cho nên em quyết định là qua đây thi. Thì em thấy là rất là vui. Và sau đó em có thể dùng danh hiệu của mình đó để tiếp tục giống như với bạn bè của em, để giúp đỡ những gì mình, những người mà khó khăn trong cái khó khăn hơn mình, để mình có thể mình giúp đỡ nhiều thêm hơn nữa. Yeah. Vâng, một lần nữa Andy Chris cũng xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã theo dõi cái chương trình Entertainment MC, một trung tâm được nhiều uy tín và cũng đặc biệt có nhiều thành tích trong những chương trình thi hoa hậu. Và đặc biệt ngày hôm nay đang đứng trước ông chính, đó là Hoa hậu Doanh Nhân Quốc tế. Mời Hoa hậu Doanh Nhân Quốc tế giới thiệu tên của mình và cho biết chị từ đâu đến. Dạ, xin thưa em tên Phan Thị Thế Hà, em từ tiểu bang Michigan, thành phố Lansing đến. Rất là vui được một bông hồng đến từ thành phố Lansing, Michigan và đạt được giải Hoa hậu Doanh Nhân Thế Giới. Những cảm nghĩ của chị sau khi chị được đăng quang là Hoa hậu Doanh Nhân Thế Giới? Dạ thưa, đây cũng là một niềm hãnh diện của em. Em rất là vui khi được tham gia trong cái chương trình này và được quen biết rất là nhiều các bông hồng đẹp. Em rất hãnh diện trong cái show này. Vâng, một câu hỏi cuối. Trước khi mà câu hỏi cuối đó thì xin chúc mừng chị và cũng như là sẽ chúc cho chị được nhiều thành công và sẽ thành công nhiều hơn nữa. Với một cái danh hiệu là Hoa hậu Doanh Nhân Thế Giới thì chắc chắn sự thành đạt của chị rất là nhiều. Như vậy đó thì những cái kinh nghiệm nào chị có thể chia sẻ một chút xíu cho tất cả các bạn trẻ, nếu mà những người có những cái mong ước cũng giống như chị trong tương lai? Theo em, cái chia sẻ của em đó là mình phải có tự tin trong cuộc sống. Mặc dù trong cuộc sống nó rất nhiều khó khăn, rất nhiều chông gai, nhưng mà là một người phụ nữ hay là một người nam giới cũng vậy, mình phải có niềm tin và có tự tin để mình vượt qua mọi khó khăn. Vâng, một lần nữa Andy Chris xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi phần
mang đàm của chị Thủy Tiên, đó là hoa hậu duyên dáng. Mời chị Thủy Tiên giới thiệu mình cũng như là chia sẻ một vài cái hạnh phúc của chị. Xin chào quý khán giả, em tên là Thủy Tiên, đến từ Michigan, Grand Rapids. Hôm nay là em cũng bất ngờ là được chọn làm hoa hậu duyên dáng. Câu hỏi khác cho nó thân thiện hơn tí xíu là tại vì chị mang cái danh hiệu là hoa hậu duyên dáng thì tất cả các cô Việt Nam, thiếu nữ Việt Nam thì hầu hết tất cả các cô đều duyên dáng, dù phải nói là khả ái. Như vậy đó thì chị có hạnh phúc và chị happy khi mà chị là cái người on the top of the world, nghĩa là chị hoa hậu duyên dáng hay không? Em rất là hạnh phúc được chọn là hoa hậu duyên dáng. Hy vọng lúc nào cũng vui vẻ và với bạn bè, gia đình luôn luôn hạnh phúc và trong cuộc sống lúc nào cũng vui cười. Tại vì em lúc nào cũng phát cười hết á. Dạ, em cảm ơn, em xin chào khán giả. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị và kính chúc cho chị được nhiều thành công, hạnh phúc thật nhiều trên những bước đường trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn. Such a beauty, such a face, such a outside. And Chris, mời tất cả quý vị cùng chúng tôi trong rằng phát tài thật nồng nhiệt để cho tất cả các hoa hậu, các bông hồng ngày hôm nay, những người đã đạt được title là hoa hậu của đêm thi tuyển hoa hậu người Việt thế giới do trung tâm MC Minh Chánh tổ chức. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi trong rằng phát tài thật nồng nhiệt để chào đón tất cả các bông hồng. Lời nói đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bông hồng ngày hôm nay, người đẹp ngày hôm nay, có tất cả những hoa hậu trong năm rồi và năm nay vừa đạt được cái vương miện hoa hậu, tân hoa hậu của 2019 cũng như là các cô hậu 2018 lúc nào cũng đóng góp cho đời những vẻ đẹp, những chân tình nhất và một con tim khói óc rất là chân thành, yêu thương, thương quý tất cả mọi người trên thế giới. Và lời nói đầu tiên là xin chào đón tất cả các hoa hậu ngày hôm nay. Có một vài câu hỏi mà Andy Chris xin đặt với tất cả các hoa hậu ngày hôm nay. Xin em cho biết title của em, tên của em và danh hiệu của em. Dạ, xin chào, em tên là Kim Thi Nguyễn. Em là Miss Vietnam Continental. Em rất là ngạc nhiên khi mà em được cái title này. Em rất là hạnh phúc. Trong cái chương trình này em quen được nhiều thí sinh, làm quen được mấy bạn rất là dễ thương, đẹp xinh. Em rất là vui. Xin chào, em tên là Trần Lê Diễm. Em năm nay em đạt được Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Thế giới người Việt. Em rất là vui và hãnh diện vì mang cái vẻ đẹp của người con gái Việt Nam đến cho tất cả thế giới biết được nét đẹp đầm thắm, dễ thương của con người và con gái Việt Nam. Em rất là vui và rất là sung sướng vì cái điều đó. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Hoa hậu Lệ Diễm, một cái tên rất là phải nói khả ái. Quý vị có đồng ý Lệ Diễm vừa chia sẻ một vài cái hạnh phúc và đặc biệt trong đêm đăng quang Hoa hậu ngày hôm nay? Như vậy chúng ta phải có nhiều niềm vui hơn nữa, và đặc biệt hôm nay sẽ có các nam vương. Thì đầu tiên biết chắc chắn đó là có anh Bảo Lê. Mời anh Bảo Lê bước ra đây. Xin anh Bảo Lê tự giới thiệu tên mình và cái thái độ cũng như là những cái hạnh phúc nào, những cái niềm vui nào. Thấy anh tươi cười đó là biết chắc chắn là anh không còn cái gì mà có thể nói vui hơn, đúng không? Thì mời em có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả của trung tâm Minh Chánh Entertainment trong cái đêm hoa hậu mà em đã đạt. Bảo Lê xin kính chào quý vị và chào anh Andy Chris. Bảo Lê cũng rất vui đoạt được danh hiệu là Nam Vương Doanh Nhân Tài Năng và đoạt thêm hai giải phụ nữa là Nam Vương Tài Năng và Nam Vương Có Làn Da Đẹp Nhất. Đây là một cái vinh hạnh lớn trong cuộc đời của Bảo Lê. Mặc dù là trung tâm MC Entertainment theo như Bảo Lê biết hoạt động trong một thời gian rất là ngắn, coi như là một trung tâm trẻ nhất ở tại Nam California, nhưng mà trong cái quá trình tổ chức thì Bảo Lê cảm nhận được đây là một cái trung tâm rất là smooth, rất là chu đáo và tổ chức một cái chương trình rất là đẹp. Đồng thời từ âm thanh, ánh sáng cho tới cách tổ chức, từ background cho tới những người mà run cái stage rất là đẹp và hay và rất là thành công. Đó là một cái vui mừng mà Bảo Lê được xuất hiện trên sân khấu và trở thành Nam Vương Doanh Nhân Tài Năng năm 2019. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
such a beauty, such a face, such a outside, such a smile. Ooh, ooh, such a face, such a outside, such a smile. Ooh, 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 ooh. Đôi chân em đi giữa đêm thần tiên, và đêm nay em như đóa hoa đẹp xinh, và đôi mắt long lanh, đôi mắt long lanh khi cho lòng anh vẫn vương. Nhẹ nhàng tà áo tung bay, gió xuân nhẹ lay, nụ cười em mang bao ước mơ tuổi xuân, đẹp như ánh sương mai, như ánh sương mai để anh ngẩn ngơ đắm say. Dáng yêu kiều nương gót ngang, nhìn em đẹp xinh giữa muôn ánh xuân ngờ. Đôi mắt huyền làm cho lòng anh xuyến xao mãi ngỡ ngàng.